mình mới nói gì vậy? Đồ mọi, đồ chó chết. Mình... Anh là người có ăn học, sao lại nói với mình như vậy chứ? Trời ơi, số kiếp mình sao mặt bạc bẽo quá vậy nè. Tôi có 10 đồng bạc riêng của tôi. Mình muốn đi chơi á thì mình lấy mình đi. Chứ tôi không còn nữa đâu. Tao có phải ăn mày đâu mà đi xin lắm 10 đồng bạc. Đừng khi dễ tao nghe chưa? Tôi có bao nhiêu thì tôi đưa mình bấy nhiêu. Chứ tôi biết làm sao bây giờ. Mình à, tôi... Im miệng lại! Đừng có tưởng mặt này á ăn mày của vợ, tao không thèm đâu. Bà xem coi, cả ngày nay tôi thấy con ba nó lầm lì. Còn thằng chồng nó cũng nằm lì ở trong phòng, không đứa nào xuống ăn cơm hết. Tôi có hỏi rồi nó cũng ậm ừ cho qua chuyện. Chắc là vợ chồng mới cưới, giận hờn nhau chút vậy thôi mà. Tôi thấy không phải vậy. Lúc hổm tụi nó đi chơi với nhau, đi đâu cũng thấy đi chung. Gần đây thì con ba nó ở nhà một mình. Tôi có hỏi thì con ba nó nói nó phải bận sổ sách tới kỳ, nó không muốn đi. Tôi thấy không như bà nói đâu nha. Ba à, lại đây má biểu coi. Dạ, ba má gọi con. Sao mà tối rồi thằng ba nó còn đi đâu nữa vậy? Dạ, anh đi về bên nhà hay là đi chơi đâu con cũng không biết nữa. Rồi sao con buồn vậy? Bộ hai đứa bay gây lộn nhau hả? Dạ đâu có. Không có. Sao nó ngoan ngoãy lên xe đi. Còn bay ở đây thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Thằng chồng của bay á, tao nghe nói ưa cặp bè cặp bạn, rồi nó ăn chơi bậy bạ. Tại sao con không khuyên nó? Đời này tao nói chơi riết rồi hư thân chứ có lợi ích gì. Khuyên gì được mà khuyên. Mới mở miệng ra là ánh mắt như tát nước vô mặt. Anh biểu còn mở tủ lấy cho ảnh 100 đồng bạc đưa ảnh đi chơi. Con không có nghe lời, ảnh mắng con xong rồi ảnh bỏ đi. Má ơi, con giao lại chìa khóa cho má. Má thương con thì má giữ đi, má đừng đưa con giữ nữa.
anh cứ bắt con lấy tiền đưa ảnh hoài, con chịu mua nổi. Đó, mới nói. Trời ơi, ai có về mà con gái của tôi nó vô phước dữ vậy nè trời. Con đừng có buồn nữa mà. Đạo vợ chồng á là đạo trọng hệ, không phải hướng về sự ôm ấp hay sự vui chơi. Mà cái chánh á là nó hướng về sự sanh con, để nối nghiệp tông môn và phụng sự tổ tiên. Lời má dạy con nào dám không nghe. Nhưng mà con vợ của con ngày một thêm quá quắt. Má liệu lẽ nào mà chỉ dạy cho con. Con á phải lấy đạo trung thứ mà cư xử, chẳng nên gắt gao cố chấp, mà thấy nó cũng vui vẻ hiếu thuận lắm. Tại tánh nó còn khờ, còn ham vui chơi. Con đợi thủng thẳng 1-2 năm nữa rồi có con, nó thương con, ham con, nó sẽ thuần nết. Rồi thì vợ chồng á sẽ êm ấm an vui. Nhưng mà vợ của con nó không sanh con mà lại sanh tận, con biết nói thế nào cho má hiểu đây má ơi? Tụi bay đâu? Vợ chồng cậu Tư về rồi. Mau lên, ra mở cửa. Dạ. Ủa, sao con đi có mình vậy? Không có vợ con về hay sao? Không. Sao không dắt nó về chơi? Bữa nay trăng thanh gió mát, tao cứ tưởng. Thứ cái đồ đó mà dắt đi đâu chứ? Coi, được con vợ như vậy mà còn kêu là thứ đồ này thứ đồ nọ. Nó quý với má chứ quý với ai? Đối với tôi á, nó là đồ bỏ. Má, cho 500 đi má. Năm trăm gì? Trời, thì 500 đồng bạc chứ 500 gì. Bạc ở đâu có mà cho dữ vậy? Má làm gì có tiền? Má nó không có. Vậy má đưa chìa khóa đây. Tôi vô tôi mở tủ coi có hay không. Chuyện gì mà phải xét tủ? Con vợ của mày thiếu gì tiền mày biểu nó đưa? Nếu đã được thì tôi về đây xin má làm gì cho mắc công. Tốn xăng của tôi. Tôi đòi đánh nó mà nó còn không chịu đưa nữa kìa.
Thôi má, má cho tiền tôi đi. Chứ tôi lấy tiền của vợ, thiên hạ nó khi dễ lắm. Không ấy gì thôi, má cho tôi đỡ 300 cũng được. Nhà má, đã nói là không có tiền. Sắm xe hơi rồi làm đám cưới, tốn hào thất kinh, tiền ở đâu nữa mà đưa. Vậy thôi. Thì bà cứ đi dành đi, đằng khi chết á mà đem theo. Tôi không thèm xin nữa đâu. Muốn biết thiệt hay giả thì dễ thôi mà. Chắc mày chưa thể quên. Đúng, đúng là đại ca. Không biết huynh đài giá lâm có điều chi chỉ giáo. Lãnh địa của người nào thì trả lại cho người đó. Tao nói như vậy mày hiểu chưa? Nếu để không chịu thì sao? Vậy thì tao với mày phải phân tài cao thấp rồi. Được thôi, chơi thì chơi, nhưng cảm phiền, mời huynh đại đi chỗ khác để không làm mất cuộc vui của khách. Huynh đại thấy sao? Được thôi, mời. Cậu uống nước đi. Tôi biểu mang xe vô sân không chịu. Bộ cậu tính đi đâu nữa hay sao vậy? Buồn quá, ghé rủ thầy chạy vòng vòng hóng mát. Thiên địa ơi, bây giờ gần nửa đêm rồi,
Mà cậu còn định đi đâu? Thì rủ thầy ra cầu tàu hóng gió được không? Nửa khuya nữa không? Hóng gió cho lạnh thấu ruột hả? Sao? Có chuyện gì làm cho cậu phiền phức hả? Nói tôi nghe coi. Tôi giận vợ tôi quá. Tôi xách xe đi mà không biết đi đâu nên ghé đây. Sao mà giận vậy? Nói tôi nghe coi. Thầy nghĩ coi, tôi hết tiền xài, tôi biểu nó đưa ít trăm đồng bạc, nó chia ra 10 đồng. Giận quá tôi xé tan nát rồi chạy xe tới đây. Trời, 10 đồng mà cậu coi như giấy nhật trình. Nếu cậu hỏi bao nhiêu mà mở đưa bấy nhiêu, tôi sợ cả kho bạc cũng không đủ đưa cho cậu nữa. Mắc cái giống gì mà tới kho bạc lận? Ông và vợ tôi thiếu gì tiền? Tại vì nó khinh thị tôi đó chứ. Còn bà già tôi cũng vậy, tiền thì đầy tủ mà không chịu mở ra. Tôi nhất định không thèm xin ai hết. Để rồi coi họ sẽ tính làm sao khi tôi đi vay bạc để tôi xài. Thầy có biết chỗ nào cho vay không? Thầy chỉ cho tôi vay 1.000 bạc. Người cho vay thì thiếu gì? Bên cậu giàu, bên vợ cũng giàu, vay ai mà không được chứ. Nhưng mà cậu nghĩ thử coi, vay tiền để làm ăn thì được, chứ để xài chơi không nên đâu. Bậy lắm. Bậy hả? Đôi khi mình xài bậy cũng hữu ích lắm thầy à. Thiên địa thánh thần, xài bậy mà hữu ích cái nỗi gì? Ê, để tôi nói cho thầy nghe. Tôi có gia tài, mà vợ của tôi còn có gia tài lớn hơn của tôi nữa. Trong 5-10 năm nữa tôi sẽ là tay giàu lớn. Giàu mà lờ khờ thì hại lắm, rất là dễ bị người ta lường gạt. Thà bây giờ tôi chịu tốn 2-3 ngàn bạc để mà học khôn, còn hơn để mất tiền muôn bạc vạn. Tốn chút đỉnh bây giờ để học khôn chẳng phải là hữu ích hay sao? Thiệt là hết biết. 2-3 ngàn bạc mà cậu cho là chút đỉnh hả? Ừ. Nhưng mà xét cho cùng, cậu nói cũng có lý. Nhiều người giàu có không chơi bời, không giao tiếp thông thạo, lờ khờ, dễ bị người ta dụ dỗ, mưu sự mà cướp hết gia tài. Nếu vậy thì thầy kiếm chỗ vay bạc giùm tôi đi. Dễ thôi mà. Ở đây có ông giáo chuột, ông cho vay lớn lắm, 1.000 ngàn, bạc muôn ông cũng cho. Nhưng mà ông buộc phải thay thế bằng cái khoáng đất. Nhưng mà tôi có đất mà không có bằng khoáng thì sao? Cậu có tờ tư phân rồi, cậu đem tờ tư phân theo chút ngôn và cặp thế thì cũng được mà. Cái tờ tương phân má tôi giữ, nếu tôi về hỏi đời nào má chịu đưa. Được rồi, cậu chịu tốn ít đồng bạc, cậu làm đơn đem vô tòa bố mà xin sao lục tờ tương phân.
có bổn tờ tư phân rồi. Cậu đi chơi ở đâu thì cũng được. Xin đại ân nhân nhận ly rượu này của đệ. Tôi đứng dậy đi. Giang hồ rút đau tương trợ là lẽ thường tình mà. Chú ngồi đi. Ngày đó nếu không có đại huynh ra tay thì tiểu đệ đã bị chém chết 8 kiếp rồi. Đại huynh biết không, khi tiểu đệ tỉnh dậy thì nghe thằng 12 thẹo nó kể lại, đại huynh đã sử dụng tuyệt chiêu quyền ba chân hổ để phá vòng dây, để cho nó cổng đệ chạy thoát. Rồi từ ngày đó đệ đã bỏ bến Bình Đông, rút về Tân An. Sau khi dưỡng lành thương tích, đệ cho người đi dò la tung tích của đại ca khắp nơi. Cứ nghe tin ở đâu có đoàn hát là đệ liền cho người đến đó. Nhưng mà tung tích của đại ca vẫn biệt tâm. Tao có nỗi buồn đi nên bỏ nghề hát đi lưu lạc khắp nơi. Nè, hồi nãy thầy nói là cái ông gì cho dai? Thầy giáo chuột. À, giáo chuột. Trời đất ơi, ông thầy giáo mà kiêm thêm nghề cho dai. Thiệt là không hiểu. Cái đó thì tôi cũng không rõ. Chỉ nghe ba tôi nói lại rằng cách đây khoảng 20 năm, có một người đàn ông dẫn đứa con gái tới mua đất rồi cất nhà. Ông nói ông làm cái thầy giáo, tên là chuột. Người ta kêu ổng là giáo chuột. Không thấy ổng đi dạy ở đâu hết trơn. Chỉ thấy sau đó ổng làm nghề cho dai. Người ta quen miệng kêu giáo chuột cho tới bây giờ. Thiệt là bậy quá. Vì đi gấp không có đem thêm một đồng xu dính túi. Vậy mà còn bày đặt rủ thầy đi du hí nữa. Hay là vậy đi, thầy ứng trước cho tôi. Khi nào vay được tiền thì tôi sẽ hoàn lại. Tôi tính rủ cậu ở lại đây ngủ, sáng mai hãy tới ông cháu chuột mà vay tiền. Ai dè là cậu rủ đi chơi, nói tới á phiện là tôi muốn chết luôn vậy đó. Nhà mới hết thuốc hồi chiều. Nhưng mà không sao, cậu bao tôi hoài, lần này tôi bao lại cậu. Giang hồ ai cũng có lãnh địa riêng. Lãnh địa của mày lỡ Tân An, mày xuống đây chiếm cứ lãnh địa của năm Tà Lơn là mày không nể mặt tao. Lúc nãy vì muốn giữ thể diện làm ăn nên tiểu đệ mới mời đại huynh vô đây. Đệ đâu có biết năm Tà Lơn là anh em với đại huynh đâu. Nếu mà biết, dầu đệ có gan trời đi nữa cũng chẳng dám mạo phạm. Xin đại huynh cho tiểu đệ một tuần nhật, tiểu đệ thu xếp rồi rút hết về Tân An và trả lại địa bàn cho sư huynh. Địa bàn gì của tao mày? Mày không biết, tao có thề với thầy tổ quyền ba chân hổ, không làm chuyện ác nhân, cũng không vì chén cơm mà bảo kê hay cờ gian bạc lận nữa.
Mà thôi, chuyện của tao nói dài dòng lắm. Tao muốn mày với thằng Năm Tà Lơn kết nghĩa đệ huynh, tương trợ lẫn nhau. Tốt hơn hết là tụi bay nên nhập lại một nhóm, gọi là Giang Hồ Miền Tây. Nếu mà được như vậy thì quá tốt, xin đại ca làm chủ. Giang hồ nào cũng phải có luật lệ riêng của nó. Giang hồ miền Tây cũng phải có một chút máu phong trần, đếm cỏ cầu xương à mày. Mà tụi bay cũng nên bớt làm những chuyện ác nhân đi. Khi cần cũng phải biết rút đau tương trợ, cứu khổ phò nguy. Tụi bay mà làm được như vậy thì tao mừng lắm. Dạ, việc này mới quá, mong đại huynh chỉ dạy. Đồ mọi, đồ chó chết. Đồ mọi, đồ chó chết. Đồ mọi, đồ chó chết. Anh là người có học, sao lại nói ra những lời thô lỗ như vậy được hả trời? Dạ. Chào tiểu thơ, cô có khỏe không? Dạ kính chào thầy Thông, thầy mới tới. Dạ kính chào thầy. Tiểu thơ chào cậu kìa. Chào cô. Ông giáo có trong nhà không cô hai? Dạ có, thầy tôi đã ở trong nhà, mời hai thầy vô. Mình đi. Xin phép cô. Dạ. Dạ. Đem vô đi. Tưởng ai, chứ té ra là thầy Thông Hàn. Mời thầy ngồi chơi. Đây là Thượng Tứ, em của ông ban biện chí ở Mỹ Hội. Hai thầy tới có chuyện gì không? Cậu Tư đây là con út của ông Kế Hiền Toại. Cậu ấy... Tưởng ai, té ra là công tử Mỹ Hội. Ông Kế Hiền mất cách đây cũng lâu, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Cậu Tư tới đây để hỏi ông mượn 1.000 đồng bạc. Cậu đây có vợ chưa? Có rồi. Cậu Tư đây cưới con ông hội đồng bên chợ ông Văn hơn tháng nay. Ông không nghe hay sao? Đám cưới môn đang hộ đối, thiên hạ đồn rần rần. Ông hội đồng nào ta? À, ông hội đồng thưởng phải không? Đúng vậy đó Đa. Cậu Tư là rể ông hội đồng thưởng. Cậu hỏi bạc bằng chi? Ở nhà thiếu gì tiền mà... Thằng công tử này tới đây hỏi vay tiền hay là kiếm cớ giật ngó con gái? Mày khi dễ tao quá. Đời nào tao để con gái dính líu tới thằng có vợ như mày. Ông giáo đang nói chuyện với cậu kìa.
Cậu Tư. Hả? Ông giáo đang nói chuyện với cậu kìa. À, dạ. Ông nói điều chi? Nhà cậu thiếu gì tiền? Cậu cần dùng sao không lấy ra mà xài? Lại đi dai, đi hỏi. Tại vì tôi có việc xài riêng nên không có muốn lấy bạc nhà. Cậu hỏi rồi mợ có đứng chung giấy được không? Không. Một mình tôi cũng đủ rồi, đâu có cần vợ tôi đứng chung giấy chi cho nó phiền phức. Tôi cho vay từ trước tới giờ phải có hai vợ chồng cùng đứng giấy. Hễ vay từ 1.000 sắp lên thì phải thế chân bằng bằng khoáng đất. Nếu vợ cậu không đứng giấy thì khổ quá đi. Tôi nghe nói ông Kế Hiền có lập di chúc chia ruộng đất cho các con rồi. Xong trong tờ giấy, ông lại cho bà Kế Hiền ăn quê lợi cho đến mãn đời thì các con mới được hưởng. Nếu vậy thì cậu đứng bộ đất nhưng mà đâu có gấp lúa được đâu. Má tôi giao quê lợi hương quả 50 mẫu cho tôi rồi. Mùa này là tôi gấp quê lợi đó, dư tiền xài, dư trả nợ. Khó lắm đà. Tôi muốn con mợ cùng đứng giấy với cậu thì tốt hơn. Không được. Không được, không được. Nếu như ông ngại, tôi lục tờ tương phân giao cho ông để ông làm bằng. Cái đó thì đương nhiên phải có rồi. Mà tôi còn muốn hai vợ chồng cùng đứng giấy nữa kìa. Ông thông cảm đi ông giáo à. Đi vay nợ mà dắt vợ con theo lòn thòn, coi kỳ lắm. Cho nên cậu Tư ngại cũng phải. Còn nếu như ông còn ngại á thì tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho cậu. Thầy có lợi lộc gì đâu trong chuyện này mà bắt thầy bảo lãnh. Nào có lợi lộc gì đâu. Tôi thấy ông không tin nên tôi mới làm như vậy. Hay là ông cũng không tin tôi? Cậu làm chức thông ngôn, làm sao tôi không dám tin. Thôi được rồi, để tôi nghĩ lại, vài bữa tôi sẽ trả lời. Ông giáo đã nói vậy thì cậu nên về sau lục tờ tư phân ở tòa bố. Thôi, tôi xin phép. Dạ. Cậu ngồi đi, chờ ăn cơm xong rồi mình đi luôn ha. Hồi sáng á, tôi có kêu mấy đứa nhỏ thọt một gáo trứng kiến vàng mập ú à. Đây, tôi có mang thêm trứng kiến đây nè. Mùa này cá rô ôm trứng mập lắm. À, mà sao cậu không rủ vợ cậu đi chung cho nó vui? Dạ, vợ tôi lên Sài Gòn bữa giờ, chưa biết khi nào về. Cậu là một người con hiếu thảo, cậu biết vâng lời mẹ như vậy, thật tình rất là đáng khâm phục. Tôi cũng không dám xen vô chuyện gia đình của cậu đâu, nhưng mà tôi nghĩ cậu cũng nên cho mẹ của cậu hay về chuyện của vợ cậu đi. Chị ruột của vợ cậu ở trên Sài Gòn, ở gần nhà tôi. Cô Oanh vợ cậu ỷ mình đi theo Tây học, rồi làm nhiều chuyện mà ngay cả mấy con đầm còn thấy xấu hổ. Tôi nói vậy có hơi quá, nhưng chắc cậu cũng hiểu. Tôi nghĩ cậu nên nói cho má cậu biết, để rồi còn... Thôi. À mà thôi, tôi nhiều chuyện quá. Hưởng, em ra sao phụ chị dọn cơm. Ăn cơm rồi
để cậu Đường với chồng chị còn đi câu nữa. Dạ. Ủa, hôm nay cô Hiển không đi câu hả? Cậu với ảnh đi đi, tôi còn bận chấm bài, hẹn cậu bữa khác nha. Ừ. Uống nước đi cậu. Nè, thích con gái giáo chuột dữ rồi phải không? Phải công nhận cô hai hậu đẹp nhất trần đời. Muốn không? Muốn gì? Muốn cô hai hậu. Trời đất ơi, thầy nói nghe vui quá à. Nè, hỏi nợ còn không được, muốn con ổng sao mà được. Nè, hỏi bạn thì hỏi, còn muốn con ổng thì cứ muốn. Hai cái việc này hoàn toàn khác nhau, có cái gì đâu mà sợ. Muốn á thì cũng muốn lắm. Ngặt nổi tôi có vợ rồi, tôi sợ là cổ không chịu. Để thủng thẳng rồi tôi tính cho. Ở đời hãy có tiền mà muốn cái gì không được. Nè, thầy làm sao cho tôi trai gái được với cô hai hậu? Rồi muốn cái gì tôi cũng thưởng hết. Tánh của tôi là vậy, thầy biết rồi. Chắc không? Sao lại không chắc? Nói chơi với cậu thôi, chứ người ta là con nhà giàu, lại là con gái mới lớn lên, ai mà làm bái cho được. Khó lắm, chứ không phải chơi đâu. À, đúng là trong cái khó nó ló cái khôn. Việc này để tôi về bàn với bả xem sao. Bả cũng thỉnh thoảng hay lui tới với cô hai hậu lắm. Vậy hả? Ừ. Thôi kêu nước uống đi. Biết rồi mà. Cơm nước xong rồi thì con về bển đi. Đi đâu từ hôm qua tới giờ không ai biết, thì chắc là anh chị ở bển trông dữ lắm. Trông cái gì mà trông, có hại gì đâu mà lo. Mày đi biệt như vậy thì người ta lo chứ con. Họ lo là lo giữ tiền giữ của, chứ lo cái giống gì. Đây nè, dẫu mà họ có lo giữ tiền giữ của đi nữa thì đó cũng là cái phước của con, sao con lại trách người ta. Ôi, cầu cho họ giữ để sau này có của cải mà để lại cho vợ chồng con. Má đó, má cứ ham tiền. Ham tiền quá nên tôi mới có con vợ vậy đó. Cái gì hả? Mày nói cái gì? Con vợ mày vậy mà mày còn chê cái nỗi gì hả? Thì nó thì có hơi tròn trịa thiệt, nhưng mà nó cũng mặn mòi, đâu có xấu xí gì đâu con. Đẹp với má chứ đẹp với ai. Trời đất ơi, đi ra đường á thấy con gái người ta mà phát ham, về nhà gặp con vợ của mình thấy mắc cỡ. Sao lại nói mắc cỡ? Mắc cỡ là sao? Má nói con nghe, tuy là nó không có bóng sắc, nhưng mà nó là người hiền đức, giỏi việc nhà. Mà nè, nó có nhiều tiền. Ôi,
Ở đời á, vợ xấu mới là vợ của mình, chứ bóng láng thì có ra gì đâu. Thôi tôi đi ngủ. Trời ơi, chuyện gì mà cứ lải nhải hoài, mệt quá. Nè nè nè, mày ngồi đó, ngồi đó nghe má nói nè. Mày cứ ngủ cho đã giấc đi, rồi thức dậy á, sửa soạn đi về bển. Để không thôi ở bển trong, nghe con. Xế chiều rồi. Má muốn tôi về bển đúng không? Ừ. Má phải cho tôi tiền, tôi mới về. Trời ơi, trời ơi, mày lớn rồi, mày có vợ rồi, sao làm như con nít vậy con? Hở ra là đòi tiền y như con nít đòi bánh, sao kỳ vậy con? Đúng rồi, con nít người ta thì đòi bánh, còn tôi lớn thì phải đòi tiền chứ. Giờ không có tiền phải không? Không có tiền là không về bển đâu đó. Làm sao cũng không về, nói chung không về, không về là không về, không về. Con thôi, thôi sửa soạn rồi về bển đi ha. Bác cho 100 đồng nha. Mày muốn nữa cũng không có đâu. Năm ngoái tôi cho Thượng Chí vay 5.000 bạc để mua chiếc băng biển, tôi tưởng là ngon rồi. Ai dè băng biển Chí chỉ đứng tên rồi không được hưởng quê lợi. Tháng giêng vừa rồi băng biển Chí trả được lời mà không trả được vốn, tôi bị người anh mà mắc kẹt hết 5.000 bạc. Tôi rầu quá, giúp cho người em sao được nữa. Sao ông lại sợ? Phàm cho vay cốt là để tính lời, lời thu hoài mà vốn vẫn còn nguyên đó, có ai dám giật đâu mà sợ. Giấy tờ thế chấp ông giữ hết mà. Đã biết anh em Thượng Chí Thượng Tứ chỉ đứng làm chủ đất mà chỉ ăn quê lợi, như vậy mới chắc chứ. Họ có bán trụ đất được đâu mà mình phải sợ. Ông cho Thượng Tứ vay 1.000, ông tính lời 400, bạc 14 mà. Nếu ra duyên Thượng Tứ không trả nổi, ông bắt làm giấy chồng lên cả vốn lẫn lời. Như vậy chỉ cần 2-3 năm. Nếu mà cậu ta hỏi thêm thì ông chỉ cần cho thêm ruộng đất của cậu ta sẽ là của ông mấy hồi. À, mà tôi quên, nhà ông thầy cho dây mà tôi lên mặt dạy đời thiệt. Bậy quá. Thượng Tứ là anh em của thầy, thầy nói giúp giùm mà tôi không chịu thì mất thể diện của thầy. Chà, chả là khó. Chẳng những tôi nói giúp mà tôi còn phải đứng ra bảo lãnh nữa kìa. Thôi cứ như vậy đi, ông cứ cho mượn, tính bạc 14, tờ sao lục tương phân. Ông giữ rồi mà sợ cái gì? Phải không? Mày tưởng tao không biết sao? Mày nói mày giúp anh em chứ thật ra mày có lợi. Bằng cớ là tao không đòi mày 100 đồng mày vay hồi tháng trước. Bọn có học tụi bay bề ngoài đạo đức, trong bụng thì đen tối. Mời thầy.
mãn giờ lâu quá mà thầy mới ra, làm tôi chờ muốn chết. Tại thằng Tây chủ sự bắt tôi ở lại nói chuyện trên trời dưới đất, cho nên tôi mới ra trễ. Sao, có chuyện gì vui không? Có chuyện gì vui mà cậu cứ tủm tỉm cười hoài vậy? Hồi nãy tôi có đi ngang qua nhà giáo chủ, tôi thấy cô Hai Hậu, tôi dở nón chào cổ, cổ chào đáp lại, rồi làm tôi xếp đụng ông già. Cái cậu này thiệt tình, gặp tôi không hỏi chuyện dây bạc của giáo chủ mà lại đi hỏi chuyện con gái của ông ta. Thầy nhắc tôi mới nhớ, chuyện dây bạc trơn tru không? Bây giờ mình tới nhà hàng kiếm gì ăn đi, rồi tôi sẽ nói. Chuyện này dài lắm, mình đi thôi. Tuổi mới 40, đau nhức tùm lum. Đã vậy là hay đau râm ran ở trong ngực. Cái thằng thượng tứ, nó đi đâu mất biệt mấy ngày nay, không biết nó có về bển hay không. Nghĩ tội nghiệp cho con vợ, có chồng cũng như không. Thằng chồng quan đàn chi địa quá chừng. Dạ thưa bà, mợ Tư tuy là không có dốc dác, nhưng mà được cái hiền lành, mũ mỹ. Thay vậy tôi cũng thương lắm. Cậu Tư cứ càm ràm, ngồi xe hơi mà không chịu mặt đầm. Vậy á mà mở cười, mở nói không quen, mặt vậy dị hụ lắm. Giáo chuột cho dây là bạc 14, không cao cũng không thấp hơn chỗ khác, nhưng điều kiện ở bên ổng thì dễ chịu hơn. Bạc 14 là sao? Tôi không hiểu. Tức là dây 1000, tiền lời á là 400. Trời đất ơi, 1000 thành 1400, cái gì mắc vậy? Mắc như vậy nhưng ai muốn mượn cũng có được đâu. Chuyện này tùy cậu thôi. Thôi được rồi, bao nhiêu cũng được, miễn có tiền xài. Mình lại cho chuột liền giờ đi. Không biết cái thằng này nó đâu mượn tiền hay là đâu gặp cô Hai Hậu. Hôm nay tôi đưa công tử Mỹ Hội tới để ký giấy mượn tiền. Thầy Thông à, đầu đuôi tôi đã nói với thầy rồi, thầy thảo giấy cho công tử ký, tôi thấy thầy còn phải ký vô bảo lãnh nữa tôi mới chịu. Thôi được, tôi thảo giấy mượn tiền, cậu đọc rồi hãy ký vô. Với lại tôi phải ký giấy bảo lãnh nữa. Thôi, để tôi viết bản thảo cho. Lát nữa cậu Tư đọc, rồi viết lại bằng tuồng chữ của mình. Không có được đâu. Phải hỏi ý của cậu Tư. Chứ thầy thảo xong, cậu không chịu thì mất công lắm. Thôi được rồi. Cậu Tư, cậu Tư hả? Cậu nghe cho kỹ nè. Bây giờ tôi viết bản thảo cho dây, xong rồi cậu đọc. Nếu đồng ý thì cậu đích thân viết lại, sau đó cậu ký vô. Còn tôi, tôi sẽ ký tên bảo lãnh cho cậu. Vậy được không? Được, được lắm, được. Bay đâu? Dạ. Đem giấy ra đây. Dạ.
Cậu qua đây ngồi xuống đi. Hả? Cậu đọc cho kỹ rồi hãy viết hãy ký nha. Có cái gì không bạc lòng hoặc muốn thêm bớt cứ tự ý mà sửa. Được rồi được rồi, thầy Thảo sao á, tôi viết lại như vậy. Thầy Thảo cái gì tôi viết cái nấy, biểu tôi ký đâu tôi ký đó, chỗ anh em với nhau mà. Nè cậu lo viết đi, ông cháu ấp đuổi về thì cậu con cóc con nhái bây giờ. Viết lẹ đi rồi đưa tờ giấy qua. Ông xem đi. Cậu đếm kỹ lại đi. 1.000 đồng. Thôi được rồi. Hôm nay á, mình về bên nhà hay là mình đi đâu? Tôi muốn đi đâu á thì tôi đi, không có được phép tra hỏi. Tôi chỉ muốn biết coi mình có về thăm má hay không, chứ tôi đâu có dám tra hỏi. Chắc bữa hổm mình biểu tôi đưa tiền, tôi không đưa khi mình giận mình bỏ về bển, phải vậy không? Còn dám nhắc chuyện đó nữa hay sao? Đừng có tưởng tôi đây mạt bòn rút tiền của vợ mà ăn. Cái giàu của mình á, tôi xài vài bữa là hết trơn à. Giàu có bao nhiêu đâu mà làm phách. Muốn xin tiền bỏ thêm vô tủ không? Tôi cho nè. Tôi có khoe với mình á là tôi giàu có hồi nào đâu. Mình có tiền á thì mình cứ xài, cho tôi mừng chi. Thuở giờ tôi đâu có biết xài tiền. Im. Cái mặt trù mạt thì ghét. Con ba à, má biểu chút nha. Thằng ba nó về nãy giờ sao không thấy nó? Dạ, anh nằm ở trong buồng á. Kêu nó ra cho má hỏi thăm một chút.
Sao còn đứng đó? Mấy bữa này con về bển hay đi đâu? Thưa, về bên nhà. Chị bên nhà Mạnh hả? Thưa Mạnh. Con giận vợ nên con bỏ đi phải không? Đừng có làm như vậy. Có cần tiền mua sắm vật gì á, sao con không hỏi ba má, lại biểu vợ con mở tủ mà đưa. Vợ con nó giữ chìa khóa mà chưa bao giờ nó dám lấy ra một đồng xu để xài. Con biểu như vậy làm sao nó dám đưa? Còn ở bên nhà thì có chị, về đây thì còn có ba có má. Con muốn làm gì á thì phải thưa với ba má cho ba má biết. Mà con biểu nó đưa tiền cho con mua vật gì vậy? Dạ thưa, tôi muốn thử bụng vợ nên tôi biểu chơi vậy thôi, coi nó có nghe lời hay không, chứ đâu phải tôi thèm đồng tiền của nó đâu. Con chỉ thử bụng nó, nó không đưa tiền con, mà sao con lại mắng nhiếc nó rồi bỏ đi về bển? Tôi mới thử bụng mà nó tỏ vẻ khinh khi rồi. Nó coi trọng đồng tiền quá mà. Nó coi đồng tiền như bánh xe. Tưởng tôi cưới nó để đoạt gia tài của nó hay sao? Mà tôi có nghèo mạt gì đâu, sao mà khinh khi tôi quá vậy? Con đừng nói vậy không có nên. Con của má đẻ, từ nhỏ tới lớn ba biết tánh ý của nó mà. Con Mạnh tới kẻ ăn người ở nó còn quởn đãi. Nó đâu có khó dễ ai, nó đâu có khinh khi ai đâu. Thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi, đừng có giận hờn cái gì nữa hết trơn á. Mà nè, con muốn xin tiền để làm cái gì? Con cứ nói với má với ba. Nếu được thì má cho, đừng có hỏi vợ con làm chi. Nó không có tiền riêng tư gì đâu. Tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi. Thiệt ra, nè, thiếu gì tiền, có thiếu đâu. Con giàu mà ai không biết khoe chi con. Ở đời lễ nghĩa mới quý, chứ khoe tiền khoe bạc mà ăn nhầm cái gì. Hơn một tháng nay bữa nào cũng leo lên xe hơi đi chơi. Đi chơi là đương nhiên với cặp bè cặp bạn, người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều. Họ rủ cờ bạc, rủ chè hút sách, ra vô thứ nào là hư thứ đó, con có biết không? Bữa nay sẵn dịp bà nói con biết để cho con sửa mình. Đối với vợ thì con lỗ mãn, đối với cha mẹ thì con ngang tàn. Con là con nhà tử tế, phải biết cư xử lễ phép. Dù con có giàu bao nhiêu đi nữa, con cũng phải giữ cái lễ nghĩa của con, chứ đừng có ỷ giàu mà nghênh ngang. Cái tánh của ba thì ba ít nói, nhưng mà ba thấy con làm quá cho nên ba mới nói như vậy á, để con liệu mà sửa mình. Ba má thương con nên mới dạy con, đừng có ham chơi bời. Rủi mà xa bước vào con đường không phải, rồi chị bên nhà phiền trách ba má bên đây. Thôi coi đi, coi nhật trình hay muốn làm gì thì cứ làm đi.
Mana. Muốn cái gì? Minh, về ăn cơm. Cơm dọn rồi, ba má đang chờ ở ngoài á. Thôi mà, giận gì giận hoài. Ba má có thương á thì ba má mới nói. Về ăn cơm đi Minh. Muốn ăn gì ăn đi. Còn đây không thèm ăn. Thôi mà Minh, vậy ăn cơm đi mà Minh. Mày kêu hoài đánh với cha mày bây giờ đó. Mình nói gì? Tôi có gì quấy á, mình có giận thì mình mắng nhiếc tôi. Chứ cha tôi có can dự gì đâu á mà mình đòi đánh. Ừ, tao nói vậy á, mày làm gì tao? Trời ơi, cha tôi á mà mình còn đòi đánh. Mình đúng là quân du côn mà. Du côn? Du côn hả? Du côn nè. Du côn. Ba má ơi. Ba ơi, anh đánh con đau quá má ơi. Trời ơi, đánh con nhỏ như vậy bay không lọt trong con mắt con nhỏ rồi sao? Tại sao nó đánh bay? Con kêu ảnh ra ăn cơm chứ con đâu có nói gì đâu. Khi không á, cái anh đòi đánh thấy cha con, con giận quá cái con cự lại, anh tát con một bạt tai. Bà đi qua bên Mỹ hội, bà mời chị xui qua đây, nghìn ngàn quá như vậy ai chịu cho nổi. Thôi mà ông, chuyện chút định đó mình nói với nó là được rồi. Mời chị xui qua đây làm gì? Ông đừng có nóng nảy mà mít lòng xui gia. Để bữa nào gặp chị, tôi nói chuyện cũng được mà. Thằng ba nó đi rồi đó hả? Thứ đồ như vậy, đi đâu đi cho khuất mắt. Nuôi nó trong nhà chẳng khác nào nuôi ông tay áo. Nuôi nổi cái gì mà nuôi. Cái hồi ông gả con, ông giao bắt rễ. Bây giờ mà không chứa nó trong nhà sao được. Nè, rễ tử tế thì nuôi, thấy không? Rễ ác ôn như vậy nuôi sao được. Má, nếu vậy ông trả nó về bển thì ông phải cho con ba mạnh mình đi theo. Bên này nó còn dám làm như vậy, cho nó theo về bển để nó giết con nhỏ hay làm gì? Không sao đâu con. Cũng tại bà hết. Bà sợ con gái của bà nó ế, bà dục gả chồng, rồi bây giờ nó như vậy đó. Để cho sáng con mắt của bà ra, bà đi mời chị qua đây cho chị xử sao chị xử. Ủa, bộ thằng Tư về mang cái rương về luôn hả? Dạ, cậu Tư á, biểu con vác cái rương này vô phòng cho cậu. Trời ơi, cái thằng này ỷ có cái xe hơi là xách đi hoài à. Ăn cơm chưa? Cơm nước gì? Nghỉ mệt một chút, thay đồ rồi ăn cơm luôn. Ủa mà sao con đem cái rương về bên này vậy? Chứ để bệnh làm giống gì? Con nói vậy là làm sao? Tôi không có về bệnh nữa. Cái thằng này gì kỳ vậy? Giao ở bển thì ở bển, sao nói gì kỳ cục vậy con? Má muốn ở thì má qua đó mà má ở. Tôi á, tôi không có ở đâu. Trời ơi, đúng là một lũ khốn nạn. Cái con đó cũng vậy,
mà cha mẹ nó cũng vậy. Trời ơi, trời ơi, ngó xuống đây mà coi nè. Nó giọng cẳng lên trời rồi nó trở đầu xuống đất. Ai đời cha mẹ vợ mà nó kêu là một lũ khốn nạn. Trời còn gì ơi nữa. Cái đồ gì mở miệng ra là binh con. Mà tôi thấy cũng tại má hết á. Tại má bắt tôi ở bển, rồi họ tưởng tôi mệt, tưởng tôi ăn chực, bày đặt lầm phách. Mày, người ta hiền lành hết sức mà mày dám nói như vậy. Trời ơi, tôi vô phước quá nè trời. Tao biểu mày phải trở qua bển mà ở, nghe chưa? Cưới vợ ở rể là phải ở bển. Ở đây tao không có chứa đâu. Má không chứa sao được? Nhà của tôi, tôi ở. Má có phép gì mà má đuổi? Nhà nào là nhà của mày hả? Nhà nào là nhà của mày, mày nói tao nghe coi. Tao đuổi mày đó. Mày qua nhà vợ mày mà mày ở, nghe chưa? Tao không cho mày ở đây đâu. Má dở tờ di chúc của tía ra mà coi. Nhà gì của má? Tía trí. Nhà này làm nhà thờ. Tía giao cho tôi phụng tử ông bà. Má đuổi tôi sao được? Rồi nó lừng, rồi nó hỗn hào như vậy. Trời ơi, con ơi là con. Đi đâu nữa đó? Đi lên chợ chơi. Đi chơi làm cái gì? Đi chơi rồi hư thân. Ngồi xuống, má nói chuyện. Vợ chồng có cãi lộn, muốn nói cái gì thì nói, nhưng mà đừng có động tới bậc trưởng thượng, bậc làm cha làm mẹ. Còn nói hỗn, xui da người ta phiền. Giờ vậy, mày đi với má về bển. Má gặp con Tư để má hỏi coi tại sao tụi bay lại cãi nhau. Ngồi chờ má vô thay đồ rồi má đi với con. Má muốn đi á, má cứ đi. Còn tôi là tôi nhất định không qua cái nhà đó nữa. Tôi thề, nếu như mà tôi bước chân qua cái nhà đó nữa thì cho lệnh ông quan đế dặn hồng tôi đi. Mày im. Mày im đi. Mày thề cái gì kỳ cục vậy? Từ bây giờ không có vợ con gì hết á. Nó muốn lấy ai thì nó lấy, tôi bỏ tôi không thèm. Má sanh con một mình con, má thương con, má chiều chuộng con hết tình. Sao mày không thương má vậy? Thì tôi có hỗn với má cái gì đâu. Tôi chỉ nói là tôi không có ở với nó nữa. Sao má nói là tôi không thương má? Mày thương má, tại sao mày không nghe lời má? Cái gì cũng được, nhưng mà duy cái chuyện tôi về bên đó là tôi không có về đâu. Tôi thề rồi. Trước ngày tía mất mấy ngày, má có biết là tía bắt tôi thề cái gì không?
Con thề với cha còn việc gì. Tía nói con người ta nghiện ngập cái gì cũng được, đam mê cái gì cũng được, nhưng chỉ có cái cờ bạc, hút sách thì không. Hai thứ đó là làm tiêu đời, là tán gia bại sản. Rồi mày làm sao? Mày cứ yên tâm đi, tôi đã thề trước mặt ổng. Ghiền cái gì thì ghiền, mê cái gì thì mê, chứ hút sách, cờ bạc thì không. Nhất dạ là không. Má cứ yên tâm đi má. Thôi tôi đi chơi đây. Lắp sáp vậy cá nhiều lắm. Dạ. Đó, cá sặc cá rô gì cũng nhiều hết. Hôm nay chắc câu được nhiều á. Bên đó đó. Đâu? Lá câu thử đi, cũng được lắm á. Ừ. Từ lúc gặp cô Hưởng tới bây giờ, tôi có thấy cô thích câu cá đâu. Sao giờ nó lại sắm cần câu, đi câu mới lạ chứ. Mình biết rồi, mình còn hỏi các cớ tôi làm gì. Tôi thấy cô Hưởng, cô đâu có muốn đi câu cá đâu, mà chủ yếu được nói chuyện với cậu Minh Đường thôi à. Tôi thấy tụi nó tánh tình giống nhau, điềm đạm, suy nghĩ kỹ trước khi nói, nên thích nhau là phải. Tội nghiệp cậu Minh Đường có vợ mà lẳng lơ, nay á cặp thằng này, mai á cặp thằng kia. Đơn bà gì á mà kỳ cục. Mà thôi, chuyện nhà người ta mình sẽ vô làm gì. Mèn ơi, tôi có xen vô mừng chi. À, tôi nói như vậy để mà tội nghiệp cậu Minh Đường, chứ tôi có thèo lẻo với ai đâu. Nhiều lắm là tôi nói chuyện với lại cô Hưởng thôi. Vậy còn nói không thèo lẻo hả? Quá hay quá, anh Đường hay quá. Đưa đây em gửi cho. Đó đó đó, đó. Mình thấy chưa, câu được cá. Cậu Minh Đường á, ông có mừng bằng cô Hưởng. Cô Hưởng cô mừng á, giống như bắt được vàng được ngọc vậy đó. Nhìn tụi nó tôi thấy xứng đôi dừa lứa quá mình ha. Ngặt nổi là Minh Đường có vợ. Ngặt nổi là Minh cá cắn câu kìa. Có cá. Tôi không có số sát cá nên câu hoài không có dính. Nhìn anh giật lia lịa thấy mà mê, anh dạy tôi câu cá đi. Cái này không ai dạy ai được cô à. Câu riết rồi có kinh nghiệm thôi. Ê kìa, phao chìm kìa, cô giật lên đi. Tiếc quá đi, nãy giờ cứ xảy hoài à, không được con nào hết. Hay là tôi với anh đổi cần câu, biết đâu tôi lấy cái hên của anh, tôi giật lia lịa thì sao. Cần câu của tôi với cô giống nhau, từ cái sợi tới lưỡi câu. Cô muốn đổi thì cứ đổi. Ê trời, cá lòng tông rỉa hết mồi rồi. Thôi để tôi móc mồi cho cô đã. Người ta nói tùy theo loại cá, mà mình móc mồi gì để cá cắn câu, phải vậy không anh? Ừ, đúng rồi. Cá rô thì mồi trứng kiến, cá chốt thì mồi trùng,
cá chẽm, mồi ruột vịt, cá... Còn cá đờn bà thì móc mồi gì? Trời đất, cô mà cũng biết nó chơi nữa hả? Thiệt tình tôi mới nghe lần đầu á. Tôi hỏi thiệt mà, anh biết á thì trả lời giùm đi. Tôi đâu có biết đâu. Nhưng mà tôi nghe mấy cô mấy bác nói câu đờn bà thì phải có mồi bảnh tẻn. Gì kỳ vậy? Mồi bảnh tẻn? Bảnh tẻn là cái vỏ bên ngoài, có nghĩa là lịch sự, đẹp trai. Tôi hiểu rồi. Còn mồi gì nữa không? Mồi câu, đủ loại cá. Theo mấy ông nói thì không có mồi nào bằng mồi tiền. Mồi tiền? Ừ. Trời đất. Vậy còn mồi gì nữa? Tôi đọc qua nhiều tiểu thuyết, tôi thấy còn có một thứ nữa mà tôi không biết có nên coi là mồi hay không. Đó là sự chân thiệt. Sự... sự yêu thương, không có giả dối. Mồi bảnh tẻn, mồi tiền, còn sự chân thiệt, thương yêu không có giả dối. Có nên quơ nó vào chữ mồi không? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi hiểu qua tiểu thuyết của Tây, mồi chân thiệt không thể sánh qua mồi bảnh trai, mồi tiền. Dòm anh kìa, anh có hết trơn à. Anh bảnh tẻn có dư, là con duy nhất của chủ điền. Còn sự chân thiệt thì không biết anh có không ta. Cha ơi, hôm nay cô hưởng vui ghê. Trái với cái ít nói thường ngày. Tôi thì xưa giờ vẫn vậy, tại tôi chưa có dịp gặp để nói chuyện nhiều với ai hết. Cái gì vô? Nè, lại đây, tập làm một điếu đi cho quên sự đời. Đã lắm. Thôi thôi, cậu nhớ hai hẩu rồi phải không? Hồi chiều hôm qua có hai hẩu xuống chơi với vợ tôi. Tôi nói đại là cậu muốn cổ lắm. Tôi tưởng là cổ giận. Té ra là cô cười. Cô mắng tôi là đồ quỷ. Mắng vậy như coi bộ rất là vui. Chắc cổ chịu rồi. Để thủng thẳng tôi gò cho. Sao giờ này thầy mới chịu nói? Thủng thẳng cái gì được? Cuộc đời của tôi bây giờ chỉ có bấy nhiêu. Tôi chỉ mong là được gần cô hai hẩu. Bây giờ tôi dù có hết nhà hết cửa, tôi cũng mát ruột. Nói thiệt với thầy, tôi tương tư cô hai. Nếu
thề mà làm mai không được, tôi chết mất. Thôi được rồi, tôi tính vậy nè, cậu xem coi có được hay không. Mai tôi biểu nhà tôi lên thăm cô hai hậu, rồi kiếm cách mời cô hai xuống nhà tôi chơi. Vợ tôi nó sẽ hẹn giờ trước, rồi sẽ cho cậu hay. Đặng cậu tới mà gặp, rồi hai người nói chuyện luôn được không? Chà chà, là khó. Nhưng mà gặp mặt rồi, tôi biết nói cái gì bây giờ. Cậu chọc khẹo làm sao á thì cậu làm, làm sao mà tôi giúp được. Thay vậy chứ, nào giờ tôi không có quen chọc gái, giờ biết nói thì sao đây? Khó gì cái thứ chọc gái o mèo. Gặp rồi thì kiếm chuyện này chuyện kia mà nói, nói bậy nói bạ, rồi nó cũng sẽ ra chuyện. Cái này không có trong sách vở mà cũng không ai dạy được đâu. Thôi thầy làm ơn nói giùm tôi đi mà. Thì bây giờ trước tiên là hai người phải gặp nhau cái đã, sau đó tôi sẽ lựa lời mà nói vô. Vậy thì thầy mượn cô Thông đi mời đi, hẹn chắc giờ nào thì tôi sẽ tới. Nói thiệt với thầy, được vụ này tốn hao bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Ngược lại tôi còn cảm ơn thầy nhiều lắm.